Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo biểu mẫu thu thập dữ liệu online với Google. Thì cái này để mình nói một số mà ứng dụng hay dùng trong thực tế này. Ví dụ như công ty của bạn cần có 1.000 nhân viên, mình muốn lấy ý kiến từ 1.000 nhân viên đó, mình muốn làm một cái đồng phục. Thì muốn nhân viên họ thích màu gì? Họ thích màu vàng, màu xanh hay màu hồng? Đó, thì nếu mà cái tổng số lượng mà màu đó mà nó lớn hơn thì mình sẽ chọn cái màu đó làm áo đồng phục. Đó, ví dụ như nếu mà theo cách truyền thống thì mình có thể gặp gỡ nhân viên trực tiếp hoặc theo giấy tờ. Nhưng làm cách đó thì nó cũng được nhưng rất là lâu. Bằng cách thì dùng cái dữ liệu online của Google này, mình sẽ làm rất là nhanh. Đó, ví dụ như khi mình làm cái này thì mình chỉ việc là nhân viên họ vô điện thoại thôi. Rồi họ bình chọn đi đó. Nó rất là nhanh. Thì sau đó mình nó sẽ tự động thống kê luôn cái số lượng màu nào được nhân viên chọn nhiều hơn. Đó là một cái ví dụ nghe. Một cái ứng dụng tiếp theo này là mình bán hàng. Ví dụ bạn đang bán hàng online, bạn muốn tạo một cái biểu mẫu. Thông thường các bạn mua hàng online đúng không? Thì mình nhập tên này, địa chỉ, số điện thoại này, nhập vô. Khi khách hàng họ có được cái liên kết đó thì họ kích vô, thì họ nhập tên, điện thoại, địa chỉ và họ có thể xem hình ảnh ở trên đó hoặc là video ở trên đó luôn. Sau đó họ đặt hàng. Họ đặt hàng thì mình, nếu mình là người bán hàng thì mình sẽ nhận được cái thông tin đó và mình gửi hàng cho khách hàng. Đó rất là hay luôn các bạn nghe. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn từng bước một nghe. Rồi, để vô được cái chức năng đó thì các bạn hãy vô cái đường dẫn này cho mình nè. docs.google.com/form. Đó, kích vô đây. Rồi, thì các bạn để ý cho mình. Bắt đầu biểu mẫu mới. Nó có hai dạng này. Một là biểu mẫu trống, hai là biểu mẫu theo định dạng có sẵn. Bây giờ mình sẽ làm một cái biểu mẫu trống trước đi. Để tạo biểu mẫu trống thì chúng ta hãy click vào đây các bạn nghe. Sau đó chúng ta hãy nhập cái tiêu đề vô. Ví dụ như mình nói hồi nãy đó, ví dụ nhân viên của bạn có 1.000 nhân viên, mình muốn lấy màu, mình biết cái màu áo rồi đó. Rồi ví dụ như bạn cần màu áo nào, ví dụ câu hỏi này, rồi câu hỏi gì đúng không, mình đọc màu xanh này, rồi tiếp tục màu vàng này, rồi màu hồng này. Rồi, không? Rồi. Ví dụ mình làm cái đơn giản trước này. Rồi, sau đó mình sẽ gửi. Rồi, sau đó ví dụ mình lấy cái liên kết đi. Cái này tí mình hướng dẫn chi tiết nha. Bây giờ mình làm để các bạn thấy thôi đó. Sao chép. Thì sau khi mà mình có, nếu là mình là một quản lý IT đúng không? Sau đó mình dùng cái này này, mình gửi cho nhân viên. Mình gửi qua điện thoại hoặc là nếu có nhóm Zalo rồi đó, mình gửi vô. Thì nhân viên họ vô nha. Họ vô cái điện thoại, họ kích vô đó. Thì bắt đầu họ chọn này. Chọn màu xanh, gửi cái rồi tới nhân viên khác đúng không, tới nhân viên khác họ cũng vô như vậy, tôi chọn màu hồng, gửi cái, tức là mỗi cái nhân viên họ sẽ vô khác nhau các bạn nghe. Sau đó là mình là người quản lý, mình sẽ coi câu trả lời này, các bạn thấy chưa, thì 50% chọn màu hồng, 50% chọn màu xanh đó, các bạn thấy không, thì nó sẽ có cái bản tóm tắt ở đây. Thì khi vô cái câu hỏi nó ở trên này, có bên là đây là câu hỏi này, đây là câu trả lời này. Đó. Rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn thêm một số cái chi tiết nữa. Mình quay ra ngoài đi nghe. Rồi, bây giờ mình tạo một cái nữa nghe. Ví dụ mình tạo là bạn chọn màu áo nào. Rồi, tôi chọn màu xanh, màu vàng, màu hồng. Rồi, hồi nãy là mình chỉ chọn một câu hỏi thôi. Bây giờ mình làm tiếp một câu hỏi nữa. Đây là một câu hỏi các bạn này. Bây giờ làm câu hỏi nữa thì các bạn để ý này, nó có dấu này. Rồi, câu hỏi thứ hai. Bạn, tức là mình muốn thu thập được cái size của họ đó, đúng không? Bạn size, bạn đang ở size nào? Rồi. Thì cái người họ trả lời, ví dụ size bạn size nào này, viết câu trả lời. Rồi đây mình chọn là cái này để chọn qua cái trắc nghiệm đi nghe. Rồi, chọn cái kiểu trắc nghiệm này. Size XL. Size M. Ví dụ thế. Rồi, các bạn thấy chưa? Đó, thì bây giờ là nó sẽ có hai câu hỏi nghe. Bây giờ mình gửi lại coi các bạn xem này. Mình lấy liên kết này. Rồi, mình sẽ vô đây mình coi này. Đó, bây giờ các bạn thấy nó có hai câu hỏi chưa? Hồi nãy nó có một câu hỏi này đúng không? Bây giờ nó có hai câu hỏi. Hồi nãy cái này mình chưa nhập tiêu đề vô các bạn này, để mình vô mình sửa lại nghe. Thoát đi. Muốn sửa lại click các bạn dễ lắm, các bạn click vô thôi. Ví dụ màu áo gì? Mình ghi cái gì đó bất kỳ. Rồi.
Thì các bạn chú ý cho mình này, mỗi câu hỏi các bạn muốn sửa ở mỗi câu bằng click vô. Sau đó các bạn sửa lại, ở dưới nào cũng vậy, click vô, sửa lại ha. Hoặc là mình thêm một câu hỏi nữa thì các bạn click vô đây, thêm câu hỏi. Rồi bây giờ mình muốn mà ý kiến thêm, à ý kiến thêm. Đó, thì ý kiến thêm thường là nó không phải là dạng trắc nghiệm. Nếu mà để trắc nghiệm là không được. Đúng không? Ý kiến thêm người ta có thể gõ tùy chọn vô mà, đúng không? Thì mình đổi lại, click vô đây, đổi lại này. Trả lời ngắn này. Đó, các bạn thấy chưa? Rồi thế là xong rồi. Thì bây giờ mình sẽ gửi lại cho các bạn xem. Copy cái này. À mình không cần copy, hồi nãy mình mở rồi đúng không? Mình mở rồi thì cứ việc chạy thôi. Rồi các bạn xem ý kiến thêm này. Các bạn thấy chưa? Mình ví dụ như mình ghi cái người trả lời kia là màu nào tôi cũng thích. Đó, ví dụ thế đi. À, một ý kiến thêm. Rồi. Tiếp theo, nó có nhiều dạng này. Một đoạn này. Một đoạn có nghĩa là mình viết nhiều dòng á, là một đoạn. Hộp kiểm này. Hộp kiểm có nghĩa là gì? Ví dụ như thường là dùng trong trường hợp này này, ví dụ như bạn có muốn công ty đổi màu áo không? Cái nghĩa là có hay không đó các bạn. Các bạn nói là cái nghĩa có hay không đó. Rồi, mình ghi là có đi rồi. Nếu có thì tích vô, không có thì thôi. Ví dụ đi. À. Thôi được rồi, mình lưu lại bên này đó, mình nạp lại đi nghe. Rồi, các bạn thấy tích vô là có, á là không. Không. À, nhưng mà thường ghi vậy nó không đúng thì mình phải ghi như thế này này. Có. Không. Đó, ghi như thế này nó hay hơn đúng không? Nó sẽ đúng cái kiểu hơn. Đó, có hay không? Kích vô là có, bỏ đi là không. À. Giờ tiếp tục thêm nghe. Rồi còn cái dạng nào không mình giới thiệu hết luôn. Menu đổ súng. Đó, menu đổ súng có nghĩa là gì? Ví dụ như giới tính. Ở đây mình chỉ ví dụ chung chung nghe, còn các bạn ứng dụng vô công việc thì tùy nghe. À, mình làm nam hoặc là nữ nghe. Cái nữa là chưa rõ giới tính, gọi là chưa rõ luôn. Rồi rồi sao rồi đó, mình đưa ra mình nạp lại coi thử nghe. Đó các bạn thấy chưa, nam nữ chưa rõ, ví dụ vậy đúng không? À, chọn nam chọn nữ là có một đủ xuống chọn đó. Rồi tiếp theo mình thêm một câu hỏi nữa nghe, coi còn cái gì khám phá luôn. À, còn cái gì nữa đây? À, tải tệp lên. À, cái này này, cái này mới hay này. Tải tệp lên có nghĩa là gì? Cái người đó, ví dụ như họ thích mà muốn gửi một hình ảnh nào đó. Ví dụ tôi không thích màu áo đó, mà mình muốn chọn một màu áo mà mình đã có hình ảnh trong điện thoại và chụp hình họ đưa lên luôn. Đó, cái kiểu vậy đó các bạn. Mình kéo xuống dưới cho nó xuống dưới cùng nghe. Nó chạy nó mất rồi. Nó chạy nó mất rồi ta. Đỡ lại đi. À, tải tệp đính kèm, rồi xong. Tải tệp đính kèm này. Cái này nó có nói các bạn này. Tải tệp đính kèm trả lời tệp driver, có nghĩa là dùng Google driver đó các bạn. Tiếp theo này. Đó, mình ví dụ này. À, nếu bạn không thích thì bạn thích bạn gửi hình. Ví dụ thế. Và mình quy định này. Số lượng tệp tối đa là bao nhiêu hình ảnh á? Ví dụ cho 5 hình ảnh đi. Hoặc là kích thước tệp tối đa mình cho 100 mê bao nhiêu tùy, 1 mê mình giới hạn lại. À chứ nhiều quá là nhiều lúc cái Google Driver này mình phải mua mà. Mình ví dụ các bạn. À, thì mình để cho nó vừa thôi, đúng không? Rồi. Sau đó mình sẽ qua thì mình qua đây mình coi thế nghe. Đó các bạn thấy chưa? Nếu không thích thì bạn thích thì bạn gửi hình. Ví dụ mình chọn cái hình mình có nghe. Ví dụ mình chọn cái này đi. Đó ok, ví dụ chọn hình đại đây mà. Rồi. Đó sau khi gửi này. Thì nếu như mình là người quản trị đúng không? Mình là người quản trị vô câu trả lời này. Mình sẽ thấy được cái đây các bạn thấy chưa? Thấy được cái tệp đính kèm chưa? Đó. Thấy được cái tệp đính kèm luôn. Đó thì khi mình là người quản trị mình sẽ kích qua đây mình xem được cái hình thôi. Đó kiểu vậy đó. À, cái hình của mình vừa đính kèm lên này. Đó các bạn thấy chưa? Rất là hay luôn đúng không? Giờ để mình coi còn cái gì khám phá nữa không. Kết quả câu hỏi nghe. Rồi. Sau đó mình kéo xuống coi này, mình thêm một câu hỏi mới đi. Rồi. Rồi, ngày. Ngày thì rất dễ rồi. Ví dụ như ngày sinh của bạn. Ví dụ đi, ngày sinh của bạn này. Thì nó sẽ có một cái hộp thoại để mình nhập ngày vô thôi. Đó, nó cũng đơn giản thôi đúng không? Ừ. Qua đây mình sẽ refresh lại coi thử nghe. Rồi, ngày của bạn này thấy không? Đó, mình chọn vô này. Đó, nhập vô là nó có cái định dạng theo ngày cho người ta nhập khỏi bị nhầm đó các bạn. Đó, ngày tháng năm. Rồi tiếp theo.
giờ thì nó cũng giống như vậy thôi. Rồi tiếp theo nữa là lưới trắc nghiệm. Thì lưới trắc nghiệm này thì giống như một cái câu hỏi đề thi, các bạn thi trắc nghiệm rồi các bạn biết đúng không? Ví dụ như mình ra một câu hỏi đề thi đi, cái này nó ứng dụng cho giáo viên các bạn này, làm giáo viên mà mình ra đề thi cho học sinh đó, nó rất là hay luôn, để học sinh về nhà làm bài tập đó các bạn, là nó ra theo dạng trắc nghiệm đó. Ví dụ mình nói cái câu hỏi gì đó đi, ví dụ như trong tiếng Anh màu xanh là gì, ví dụ á, rồi ví dụ màu xanh này, một là red, ví dụ á, mình ví dụ thôi nghe, red nè, yellow này, ví dụ đây, rồi gì đó, rồi blue đó, rồi xuống dưới đây, rồi các bạn xem nghe, mình qua đây coi thử này, đó, đó thấy à, tích vô đó, thì khi học sinh làm bài họ đã tích vô màu xanh là màu nào đó, chẳng hạn đi, rồi mình sẽ chấm điểm được, các bạn thấy chưa đó. À, còn nếu mà muốn hai cột thì các bạn thêm vô đây đó, theo dạng cột thứ hai này đó, đó hai cột thấy chưa. Rồi rồi tiếp theo mình coi thử còn cái gì khám phá nữa không, dạng trắc nghiệm, rồi phạm vi định, phạm vi tuyến tính. Rồi phạm vi tiến tính này thì thường giống như là mình vô Google Maps đó các bạn, mình đánh giá ví dụ như khách sạn đó là phục vụ được 1 sao hay là 5 sao đó, ví dụ thế, là mình dùng cái này này, ví dụ như chất lượng của tôi, ví dụ thế, rồi 1 năm sao này ha, ví dụ mình ghi là bình thường, thường, rồi bình thường. À không, mình đừng làm vậy. Thường và tốt đi, ví dụ thế. Rồi. Thì các bạn bây giờ qua đây các bạn xem này. Nạp lại nghe. Rồi đây các bạn thấy chưa? Chất lượng của tôi thường tốt. Đánh giá điểm của các bạn thấy chưa? Đó, mình có thể chọn được. Đó là nó ứng dụng trong việc nữa đó. Để người ta gọi là bình chọn á. Đó. Rồi, tiếp theo còn cái gì khám phá nữa không? Mà hết rồi. Đó mình hướng dẫn cho các bạn hết rồi đúng không? Cái nào mình hướng dẫn rồi. Còn cái lưới hộp kiểm này, để mình coi thử xem. Lưới hộp kiểm thì nó cũng giống như cái lưới kia thôi, dùng để làm những cái câu hỏi trắc nghiệm đó. Rồi các bạn có thể tham khảo trong này. Rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn thêm các bạn này. Bây giờ khi mình làm câu hỏi xong rồi đúng không? Mình xóa thì làm như thế nào? Để xóa đi. Ví dụ để xóa cái câu đi. Rồi xóa cái câu đầu tiên đi. Kích vô đây. Các bạn thấy nút xóa chưa? Rồi hoặc là vô đây. Mình muốn xóa câu này đi. Giới tính này đi, kích vô đây. Xóa. Đó các bạn thấy à, kích vô này. Copy hoặc xóa tiền nè, không? Xóa. Đó, ví dụ mà nó nhiều câu hỏi quá mình cũng xóa đó mà. Rồi. Rồi, tiếp theo. Rồi, mình sẽ giới thiệu các bạn phần này nè, thêm tiêu đề mô tả. Đó có nghĩa là cái câu này. Cái câu này các bạn này. Đâu mất rồi, mình mới kích cho nó mất rồi. Cái chỗ này mình muốn giải thích thêm. Để cho dễ hiểu đúng không? Thì các bạn click vô đây nè. Đó, rồi. Các bạn có thể kéo lên kéo xuống tùy nghe, cho nó sắp xếp này, nó rất là hay luôn, kích trục trái dương nguyên. Rồi, mình có thể giải thích cho nó rõ hơn câu này đó các bạn. Rồi, ví dụ như có thể gì đó, mình ghi cái bất kỳ, có thể câu hỏi của tôi chưa rõ. Rồi, bạn có hình ảnh nào thích hơn, ví dụ thế. Rồi, thì nó mục đích nó bổ sung thêm cho câu này, nó mục đích là cái test này. Đó, tiêu đề mô tả là nó sẽ bổ sung cho nó cái câu hỏi nó rõ hơn. Đó, thấy chưa các bạn, thấy chưa là cái này sẽ rõ hơn. Ví dụ bạn có thể click vào nút thêm tệp chẳng hạn, đây hướng dẫn luôn cái câu đó đó. Rồi là mình sẽ cho nó đưa vô câu này. Rồi tiếp theo thêm hình ảnh. Đây, thêm hình ảnh nè. Bây giờ ví dụ như mình có cái hình ảnh nào đúng không? Mình đưa vô. Bạn tải lên này. Duyệt. Nhưng mà có thể cái máy mình nó bị lỗi sao mình không đưa được đây. Ây, lần này được rồi đó. Các bạn thấy chưa? Đó. Đưa một hình ảnh vô. Đó, thì các bạn cái câu hỏi của mình nó sẽ sinh động hơn. Đó, cái kiểu vậy các bạn. Đó, không? Rồi. Tiếp theo còn cái gì ở đây? Video thì nó cũng giống như vậy thôi các bạn. Chọn cái video. Ví dụ như mình có kênh là Hồng Nhật TV ha. Search. Đó, mình sẽ đưa một cái video vô. Chọn. Đó, video thì vô đã nằm các bạn thấy chưa? Đó, các bạn thấy to nhỏ tùy này.
Thì thông thường cái này các bạn này là mục đích mình phục vụ cho việc bán hàng là chính thôi. Ví dụ mình bán một cái sản phẩm đúng không, mình làm một cái phiếu nhập hàng đi, cái phiếu mà đăng ký đơn hàng đó, thì mình đưa hình ảnh, đưa video vô để cho cái người mua hàng ấy, họ sẽ dễ mua hơn, họ sẽ ra quyết định nhanh hơn, thì thường sẽ phục vụ cho cái việc đó. Rồi hình ảnh video cái nào giải thích rồi đúng không, hình ảnh rồi, video rồi, thêm phần à. Thêm phần thì có nghĩa là gì, là thế này các bạn nè, thêm phần có nghĩa là ví dụ như mà các câu hỏi mình nó quá nhiều lên đó các bạn ha. Ví dụ mình có 20 câu hỏi nhưng mình chia làm hai trang, trang 1 là câu hỏi từ 1 tới 10, cái trang thứ hai là từ 11 tới 20 đó, thì mình muốn chia từ cái chỗ nào thì mình tràn vô đó, mình tràn cái phần đó vô đó đó, có hiểu không? Bây giờ mình để là trang 2 đây, trang 2 đây rồi, dạ thôi còn nhập cái này vô cái gì đó là tùy à. Đó mình mô tả ở đây đó. Thì sau đó là các bạn vô đây này à. Rồi sau khi mà họ chọn xong rồi đúng không, rồi họ tiếp theo đó, thì khi mình thêm phần nó vô ấy, mình thêm cái này vô này, thì nó sẽ xuất hiện cho mình một cái nút tiếp, các bạn thấy chưa? Đó đến trang 2 thì cái trang 2 là cái mô tả hồi nãy mình nói các bạn này đó à, thì qua đây cũng y như vậy thôi đó, nó cũng giống cái đó thôi à. Quay lại này đó, thấy không các bạn, thấy không, nó gọi là chia trang ra cho mình á à, mình dễ nhập hơn. Rồi rồi mình đã giải thích hết các phần này này, không đó thì này cũng dễ thôi đúng không ạ? Đó thì nếu như mình là người quản trị thì vô đây mình xem được câu trả lời à. Rồi tiếp theo hồi nãy mình có nói với các bạn này, mình sẽ quay lại cái Google đó cái mình thoát đi hết nghe, mình sẽ quay lại cái này. Rồi thì hồi nãy mình tạo mẫu trống này, rồi bây giờ mình tạo mẫu này là gì, mẫu này là cái thằng Google ấy, nó làm sẵn cho mình đây, vô phiếu đăng ký đơn hàng các bạn này, mình kích vào đây cái nghe, đăng ký áo phong này, đó là làm ví dụ thôi, còn vô đó mình có thể sửa lại các bạn nghe. Rồi đăng ký mua hàng đi, ví dụ thế à, nhập tên, ví dụ do tên của bạn này à, rồi tên nhập vô nghe, sau đó mình ví dụ mình làm thêm câu nữa đi, làm là số điện thoại à, số điện thoại này, số điện thoại thì thường mình sẽ làm câu trả lời ngắn rồi đúng không, tiếp theo mình làm thêm một cái địa chỉ nữa, ví dụ thế, địa chỉ nè, rồi địa chỉ câu trả lời ngắn luôn. Rồi rồi xong, kích thước này không đó, hình ảnh này đó, hình ảnh thì hồi nãy mình vô ra thêm này, còn đây nó thêm tự động như mình, thì các bạn có thể thêm một hình ảnh nữa vẫn được nghe đó, thêm nữa vô vậy thôi, nó thêm bao nhiêu cũng được hết chứ không phải là một hình đâu à, nhiều vẫn được đó, mình thêm vô các bạn xem này. Rồi đây giờ các bạn thấy nó có hai hình chưa, nó hai hình thôi ừ. Rồi như vậy nó ra một cái phiếu đơn hàng đó. Rồi sau đó đó các bạn dùng cái này này, mình chia sẻ trên Facebook hoặc là trên Zalo ấy, là khách hàng của mình họ vô đây họ đăng ký họ mua hàng thôi, rất là hay luôn đó. Thì khi mà họ nhập vô đúng không, mình ví dụ thế này đúng không, bây giờ mình có ông khách á, ổng sẽ vô ổng nhận được đúng không. Rồi ổng vô ổng nhập này, tên của bạn là gì này, à, này số điện thoại bao nhiêu này, ví dụ thế, địa chỉ ở đâu này à, ví dụ Đà Nẵng, ví dụ địa chỉ mua hàng ghi rõ ra nghe, mình ví dụ thôi, xa gì nè, họ coi hình gửi cái, thì mình là người quản trị mà đúng không, mình sẽ vô đây mình xem là đây à, ông này ông mua nhập số điện thoại này, mình sẽ gọi lại liền cho các ông đi là mình sẽ bán được hàng đó, các bạn thấy rất là hay đúng không. Rồi nó còn thêm cái nữa hồi nãy mình chưa nói với các bạn này, có nghĩa là gì, ví dụ cái số điện thoại này mình bắt buộc khách hàng họ nhập đi, họ không thể để trống được à, các bạn để cái này cho mình bắt buộc nè, chứ nhiều lúc họ mua hàng mà không để số điện thoại làm sao mình liên hệ lại được đúng không, họ nhập cái tên họ không nhập thì còn chấp nhận được đi, mà cái số điện thoại không nhập cái mình không biết liên hệ là kiểu gì hết, mà không biết là người mua đó có thật hay không đó, các bạn thấy hay không, là mình bắt buộc cái là mình sẽ khi nhận thông tin được là mình sẽ khi, có nghĩa khi họ đăng ký họ không nhập số điện thoại nó không cho đó, bởi vậy mình tích cái này cái bắt buộc nhập vô, tên cũng vậy, thì nếu thích thì đưa vô, thích thì đưa bắt buộc không thì thôi tùy, ví dụ tên không cần, ví dụ thế à, còn sai thì không thể mình bắt buộc đi à, sai thì chắc sao mà gọi điện hỏi họ mất công nữa đúng không. Rồi ngoài ra nó còn một số biểu mẫu như lời mời dự tiệc, thông tin liên hệ này, trả lời sự kiện, đăng ký sự kiện, đây các bạn có thể tìm hiểu thêm nghe. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn thêm, tức là khi mình làm biểu mẫu xong thì nó sẽ lưu ở đâu, thì các bạn chú ý là biểu mẫu gần đây các bạn này, các bạn thấy chưa, ví dụ một mình đã tạo một cái biểu mẫu là đăng ký ấu phong vừa rồi đó, còn cái mẫu mình làm ví dụ này, hồi nãy do mình không có đặt tiêu đề chứ đúng ra mình phải đặt cái tiêu đề nghe, đổi tên là cho nó dễ quản lý này, ví dụ mình đặt cái tên là ví dụ đi, thì thu thập đó,
ví dụ thu thập ok. Đó. Còn đăng ký ao phong, rồi đây một số biểu mẫu mình đã tạo rồi. Đó. Các bạn có thể đổi theo cái chế độ cho dễ xem này. Mình thấy. Rồi một cái chức năng này cũng rất là hay dùng các bạn này. Bây giờ ví dụ như mình muốn các bạn mà họ gửi khách hàng xem đúng không? Hoặc là những người vô họ thấy cái màu này đúng không? Các bạn thấy chưa? Cái màu sắc của nó này, mình thay đổi là màu sắc nó rất là dễ các bạn này. Và chịu khó để nhìn này, nó có cái tùy chọn giao diện các bạn thấy không? Thì các bạn chỉ việc chọn này thôi. Rất là hay luôn đúng không các bạn thấy chưa? Nó chọn là cái màu. Hoặc là các bạn chọn một cái hình nền. Hình nền thì ở đây đầu trang này, chọn hình nền này. Các bạn thấy chưa? Có thể đổi là hình nền vô cho mình. Đó, cho nó phù hợp ở màu này có sẵn này, hoặc là mình tải lên vẫn được ấy. Tải lên này. Đó, nhưng mình chọn cái có sẵn cho dễ đi. Rồi, chọn cuốn sách đi. Rồi, chèn. Rồi, các bạn thấy hay, rất là hay đúng không? Chèn cái hình nền vô này. Thì chi để các người xem họ sẽ sinh động hơn. Ví dụ mình bán hàng á, thì ví dụ như cái giao diện mà nó đẹp ấy, thì nhiều lúc quyết định mua hàng họ nhanh hơn đúng không? À, thay vì cái giao diện nhìn nó không được đẹp sang trọng cho lắm đó. Rồi tiếp theo là cái màu nền có thể chọn tùy thích các bạn nghe đó, chọn màu tối gì tùy thích. Rồi kiểu phông chữ này, đổi lại ví dụ phông chữ gì đó, các bạn thấy chưa, nó đổi lại cho mình này đó. Rồi cái khâu cuối cùng để triển khai cái biểu mẫu này thì mình sẽ hướng dẫn luôn cho các bạn luôn nghe. Các bạn click nút gửi này, sau đó nó có một số hình thức mà triển khai. Thứ nhất là mình gửi qua mail, chia sẻ liên kết và nhúng vô web. Các bạn thấy nhúng vô web chưa, mình sẽ hướng dẫn từng cái một nghe. Chia sẻ qua mail, mình ví dụ nhân viên của bạn có 1.000 nhân viên đi, mình sẽ nhập 1.000 cái mail đó vô đây nghe. Rồi nhưng bữa nay mình ví dụ mình nhập một cái thôi, một cái email của mình thôi nghe. Rồi nếu 1.000 email thì mà cứ việc các bạn dấu phải cái cứ nhập liên tiếp vô, copy vô là nó sẽ gửi đến cho 1.000 người đó luôn. Tiêu đề là cái gì, tiêu đề mail là cái gì này, lời nhắn này đó. Rồi mình có thể sửa lại nghe, sau đó các bạn kích nút gửi cho mình. Thì người nhận email các bạn này, thì cái người mà mình muốn gửi á, mình nhập cái hồi nãy mình nhập cái chỗ địa chỉ email đó, thì họ sẽ nhận được thông tin như thế này các bạn này đó. Sau đó họ click vào đây thì nó sẽ mở ra cái biểu mẫu các bạn thấy chưa. Tiếp theo rồi ở chỗ ở hồi nãy có chỗ này các bạn này, nó có thu thập email các bạn này. Nếu các bạn tích vô đây nghe thì cái biểu mẫu nó sẽ có thêm một cái dòng gọi là email đó, thì người nhập họ sẽ nhập cái email vô đó là mình sẽ lấy được cái email của họ. Đó là cách chia sẻ dữ liệu qua mail nghe. Rồi tiếp theo là chia sẻ theo kiểu liên kết. Thì liên kết thì ở dưới này nó có chỗ rút ngắn các bạn này, nếu mà địa chỉ nó dài quá mình nên rút ngắn lại đi. Thì mình dùng cái địa chỉ này này, mình dùng cái liên kết này mình có thể chia sẻ trên Zalo hoặc là trên Facebook ấy. Trên Facebook các bạn ạ, mình nhập cái liên kết này vô chỗ mà chỗ nhập bình luận gì đó thì nó sẽ chia sẻ cho cái người đó. Thì người đó họ kích vô họ sẽ thấy cái biểu mẫu đó. Mình sẽ thu thập được thông tin. Rồi tiếp theo là nhúng vô web. Nhúng vô web này. Cái biểu mẫu này thì do là có cái tệp tải lên nên là nó không cho nhúng vô web các bạn nghe. Để mình xóa thử đi, sau đó nó cho nhúng vô web không? Tải lên này, rồi đây này. Để mình xóa đi nghe. Xóa đi rồi, xong. Gửi. Nhúng vô web. Rồi bây giờ nó cho các bạn này. Đó thì nếu mà các bạn nào làm web ấy, thì các bạn chỉ việc click cái này thôi. Click cái này. Rồi dán vô web, dán vô cái trình duyệt HTML ấy, là tự động nó sẽ có cái biểu mẫu. Đó, còn chiều rộng, chiều cao thì cái này chắc bạn biết rồi. Nhập vô đây, rộng bao nhiêu, cao bao nhiêu. Nhúng vô web, rồi. Có một cái nữa là chia sẻ qua Facebook các bạn này, nó tích hợp vô các bạn thấy chưa. Tích vô đây cái. Do mình trên này máy mình không có Facebook, chứ nếu mà có Facebook thì vô xong rồi là nó sẽ chia sẻ cái biểu mẫu lên Facebook luôn. Đó, mình bán hàng rất là dễ luôn. Đó. Rồi. Cái này là Twitter. Twitter rồi. Nếu các bạn cần hỏi, có thể comment phía dưới video, mình sẽ trả lời giúp các bạn. Để nhận được video mới nhất, các bạn có thể đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn đã xem video.